Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu mới SG90 Gas. Anh em yêu cầu mình làm về khẩu này rất là nhiều. Nhưng từ cái hồi mới update thì mình chỉ có cơ hội test đam bot các kiểu thôi. Cái hồi đấy thì nó update súng đạn nhiều quá nên không để ý đến cây này. Cái tên của khẩu súng này anh em có thể hiểu nôm na như là thần hoặc là vị thần. Và tóm máy lại thì chúng ta có thể gọi nó là súng thần. Ok, và cover cho mình là cây vuốt rồng. Rồi, sao lại đè đầu cưới cổ nhau thế kia? Thằng kia sấp mặt rồi. Rồi, mình tí mình sẽ cover cho bạn. Mình sẽ là hậu phương vững chắc. Ủa, thôi xong rồi. Làm trường coi vơi phá, mang bóng ai xả rời. Đen cho bạn rồi. Ai bảo bạn ném khói làm cái gì? Nó che cái tầm nhìn của mình. Bảo sao mình cover được? Cái đấy là không thể track mình được nha. Rồi, thôi nha. Cái đấy bạn chết thì bạn tự chịu thôi. Mình đã cố hết sức rồi. Rồi. Nó lại lôi cả hàng họ, hàng hốc các kiểu ra hiếp mình. Thì mệnh. Té nhanh, thằng tơ, thằng cầm đầu nhá. Bạn cứ yên tâm, lát là bạn nằm xuống đầu tiên thôi. Cái thằng cầm đầu là phải bắt nó trước. Ui, vai xoài, thằng này nó lát nó lên luôn ạ. À. Thôi xong rồi, gặp thánh bắc cua. Gặp mà thằng bắc cua hay lắm thì tốt nhất là té thôi. Chứ nó ảo lòi lắm. Dễ sấp mặt như chơi. Mình thì cái chủ trương là chạy vòng thôi. Bao nhiêu cặp mắt, bấy nhiêu bàn tay. Rồi, lại có hero này. Thơm thế à rồi. Bây giờ là 8S1, 16 cái con mắt. Ánh mắt đằng đằng sát khí, thèm thịt và cực kỳ khát máu. Rồi nhìn mình đi, thèm chưa? Ôi, vì là con hàng cực kỳ thơm ấy. Cầm trên tay là MSG súng thần này. Vuốt rồng các kiểu này cũng rồi. Nó lên rồi, tôi té nhanh đi. Một băng đạn của cây MSG nó không thể giết được cái con y tá. Từ phi mà bắn toàn hết sọ thôi. Đấm mồm cái trình mình thì gà lắm. Úi dồi, xong rồi. Lỡ tay thôi mà. Từ từ thôi, bình tĩnh. Hiếp mình không phải dễ đâu. Mỡ đây mà húp. Lại đây xem nào. Úi dồi. May quá, vẫn còn giáp anh em ạ. Pha này thì đích sợ bố con nào. Úi dồi. Tuy nhiên tơ nó vẫn cố để giơ cái tay lên để hiếp vơ ngay cái băng bảo vệ. Khổ nỗi là tay bạn ngắn quá. Tay ngắn thì không đi cố làm cái gì. Bản thân cha sinh mẹ đẻ thì nó là như thế rồi. Rồi. Anh em dùm bài cứ sắp hàng và lên nhận quà trung thu. Té thôi. Sao phải xoắn. Ăn tôi không phải dễ đâu. Ai hí. Rồi hết giờ. Ok, mình phải vào phòng khác đây. Tại vì trận tiếp theo thì mình ra nhập team dùm bài. Đã thế tụi kia nó lại lên thùng hàng thẩm du y 17. Thế mèo là mình đành ngậm ngùi thoát ra trong đầy nước mắt. Hay lắm đờ mờ. Cây này trong chế độ siêu zombie thì nó là mạnh. Khi mà các bạn được bút cái skill nộ ấy, tức là các bạn kill một người thì nó sẽ bật nộ lên. Thì nó là bá. Bắn còn nhanh hơn cả dây chuyền AI. Khiếp thật. Mình tính nào. Trời ơi, sao lại nhiều người gia nhập team zombie thế này. Lại đây. Rồi tao sợ mày quá đấy. Rồi tao sợ mày lắm. Tao phải té ngay thôi. Đứng nhây làm cái gì. Gặp y tá té rồi. Mình sợ nhất là y tá tiêm chích các kiểu là sợ lắm. Mỗi lần đi bệnh viện là sợ nhất là bị tiêm thôi. Cái gì đấy? Mình cover cho, bình tĩnh. Rồi, thôi xong rồi. Sorry bạn Hiền. Tại vì cây này nó khắm lắm. Bảo sao? Bắn liên tay mà nó không cản được zombie. Đây phải ngậm ngùi là bạn phải ra đi thôi. Có tech thì tech cái khẩu này nó yếu quá chứ mình đã hết sức rồi. Hôm nay hay nhở? Mình toàn cứu người ta mà không cứu không được. Toàn bị cái gì đâu không à? Hay lắm rồi. Tơ à, làm cái gì đấy bạn ơi, có móc lốp không đấy? Hay lắm, có hero, rồi nó thấy cái mặt mình. Nó thấy cái mặt mình là mình phải biến ngay. Nhìn mệnh. Thằng này chơi hay ấy nhở. Mày cầm lưỡi hái, cộng thêm bút chạy nhanh. Tao lại sợ mày quá. Rồi, lượn đâu? Rồi, tơ kìa. Rồi, con bò nó lại. Liếm tất. Làm gì cơ? Trời ơi, một phát chết luôn. Bị mệt. Trâu thế à rồi. Thôi xong rồi, tơ không ăn được mình đâu. Trời ơi, mình liếm hết. Liếm tất và liếm cả đất xung quanh. Thế mèo nào. Loanh quanh thôi là mình giết sạch rồi. Chỉ có mỗi thằng tơ là không giết được. Tại vì mình yếu quá, nó chơi đặc biệt một cái là mình đi luôn. Đấy, phải nhường cho thằng kia. Bất đắc dĩ phải nhường thôi. Chứ không pha đấy, kiểu gì mình cũng liều mạng. Nếu mà còn hơn 4.000 máu thì sẵn sàng ra liều mạng, lao vào như một vị thần.
chứ còn ít máu hơn thì thôi, không nên cố làm cái gì cho nó mệt người, mất hết cả kill die đấy. Chơi cái này như là cũng có kill die nhở, chết cũng bị tính đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng bình tĩnh xem tụi nó đứng ở cái hướng nào. Ui, thấy con nào đây? À, anh tia chớp này, trời ơi, thường quá cơ. Ở đây xem nào. Đây rồi, úi rồi. Cái vuốt rồng này thì nó cào nhanh quá, nhưng nó yếu. Mình không thích cái vuốt rồng này, nhưng vào chế độ zoom bay thì cũng khá thích đấy. Rồi, bao nhiêu cái đồng súng nó chĩa vào, thế mà không cover được. Lạ thật ý. Kìa kìa, thật đấy, không hiểu luôn. Chơi 2-3 trận thế méo nào, mình thấy rất nhiều người cover rồi, nhưng chết là vẫn nó chết thôi. Thấy anh em nên biết là số phận nó an bài thì nó là phải chết. Đấy rồi, thế số phận nó lên bàn thờ thì hưởng thôi. Tụi mình sẵn sàng cúng chuối cho bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Thì cổ vũ đấy, em thấy skill cổ vũ chưa? Khi mà mình giết được một người thì nó sẽ cổ vũ cho mình. Thế là mình lại giết được nhiều thằng. Ai ý? Lại đây, lại đây, lại đây. Sổi này thì nhìn đi đâu. Trời ơi, tôi chưa kịp bước đi ạ, mình đã cào sấp mặt lờ nó luôn rồi. Đấy, được bút chạy nhanh và bút cổ vũ. Thế là mình lại như một con bò. À chết nhầm chứ, mình là súng bắn bò. Sao con bò sao được? Ui, bình tĩnh, trời ơi. Phải thoát ngay cái đường này, chứ không thì nó đuổi nhây thì mình sẽ chết. Bình tĩnh rồi, bạn ơi, mình cố gắng không cận chiến mạng rồi. Bạn đừng có ép mình, tao sợ mày quá đấy. Mỡ đấy mà húp. Ra đây xem nào. Cái này thì nhìn nó đẹp thật ý. Anh nhé, cái ông ngắm là cái hình trái tim thì tuyệt vời. Có hero nào? Mình đang đợi chờ hero. Hero ơi, hãy đến với mình. Mình lại cân tim. Chắc hết giờ rồi, chúng ta sẽ cùng qua trận khác để tỏa sáng thôi. Trận này mình không thể tỏa sáng được rồi. Đèn. Gì cơ? Rồi, lại đây. Trời ơi. Mình tựa bạn tưởng mình ngu chứ. Đùa, lại đấy thì mình lại chạy thôi. Đấy, chúng ta lại qua trận khác nào. Trận này cận chiến. Ui, không được top kìa. Đùa. Ảo lo ấy nhở. Thế mẹ nào chơi hay thế, không cầm top. Được lắm, mình sẽ cố gắng lấy top bằng cái skill cổ vũ. Thế luôn là trận này mình phải có. Mà cái đấy dễ có lắm, bắn lâu lâu một tí là nó có thôi à. Còn mấy cái skill chạy nhanh thì hên xui, còn cái skill cổ vũ thì nó dễ có lắm. Các bạn bắn một hồi giết được nhiều con là dễ thôi. Thần tốc này, kháng này, cổ vũ. Đấy các bạn thấy chưa ạ? Bút đầu tiên là ngay cổ vũ rồi. Tuyệt vời. Cái này mà bút kill thì khỏi phải bàn. Cầm đua TMP vào đây, hèn gì nó nhiều kill thế. Hay lắm DM. Đấy các bạn thấy chưa ạ? Nó bắn như tốc độ bàn thờ. Đấy, khi mà hết thì nó bắn chậm lại. Nó có thể làm chúng ta có thể bắn liên tục. Đấy, liên thanh này, trời ơi, mệnh vãi cả nồi. Mệnh vãi cả nồi, lại đây. Bố mẹ lại sợ chúng mày quá cơ. Trời ơi, rũi này, trời ơi. Rũi vờ lờ thật. Mệnh như thế này thì sao phải xoắn. Ôi, từ. Bắn không trúng là không cổ vũ được. Bình tĩnh, phải xem. Úi dồi, chúng nó y một lũ. Thôi. Rồi, nhờn nhờn với lại bọn y tá ấy, nó hiếp sắp mặt lờ. Cay thật. Bị hiếp sắp màn lờ là có thật. Té thôi, úi dồi, anh tợ. Vai xoài. Thế mèo nào, tay dài nhở. Đi qua vẫn cố lấy cho, cố lấy của mình cái băng bảo vệ. Làm gì cơ, nghĩ gì, qua đấy á. Trời ơi, một lũ sau lưng cover cho bạn, cho mình kìa. Đùa. Đấy, lại ảo tưởng sức mạnh. Anh ấy ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi các bạn ạ. Nên các bạn đành phải chịu sự ảo tưởng của bạn ấy. Đấy đấy đấy, lách lách chờ mình hết đạn rồi. Thương quá cơ. Thì mới sao lại khôn thế nhở. Này thì qua với bố đấy. Đùa. Cứ chờ mình hết đạn. Nhưng không may là mình còn nhiều đạn quá. Bình tĩnh bình tĩnh. Tôi xong rồi, tôi xong rồi, tôi xong rồi. Cái gì đấy, trời ơi may quá. Hoa đấy tính lôi vuốt rồng là cận chiến nhưng sợ quá. Hoa đấy mạng lag thì sợ mít. Dạo này không biết tại sao mạng của mình lag ấy nhở. Chơi cái gì nó cũng lag. Nhất là server China. Bị mệnh lag không thể tả được luôn.
Dù bài đứng xa tít tù mà vẫn cào được mình. Éo hiểu. Lại đây cũng rồi, lại ảo tưởng sức mệnh. Đấy, lại đây xem nào. Rồi bạn bị lừa rồi. Ngu hết cả người. Khô lời. Mấy thanh niên mà hay tin người như thế là dễ sấp mặt lắm. Ủa, cái gì? Ơ, không chém trúng cái này. Đùa. Ơ, không hiện đam này. Thôi xong, mình bị lác rồi. Trời ơi là trời. Đấy, có ai xui như tôi không ạ? Mình không biết tại sao mà nó cứ hay lác như thế này. Mình không thể hiểu được cái mạng của mình nó bị sao. Không biết là anh em có bị không ạ? Ai bị không thì chat điểm danh với nhá, để mình xem lại cái mạng của mình. Cái mèo chơi ảo lòi thế này sao chơi? Lạ thật đi. Đăng ký thì mạng wifi các kiểu cũng như người ta. Đấy đây, rồi bố mày lại sợ chúng mày quá đấy. Giờ bài nó AFK rồi. Trận này đấy, càng cuối trận thì nó lại càng như thế này. Giờ bài nó ít ít. Chơi chán vờ lờ. Rồi. Sao lại không có bút skill của Vũ thế này? Có thêm cái skill đấy thì mình càng trâu bò hơn. Mình như một con bò. Á à, đủ mới nói xong. Hay nhắc tây có tây, nhắc tàu có tàu. Đấy rồi, lại bút lên. Sao ít zombie quá. Trận này mà nếu mà chế độ zombie 16 người, có khi lại mình mút kill ầm ầm ấy chứ. Đây này. Úi rồi, thơm thế. Đấy. Sóc liên tùng tục. Thế này thì bút kill ai hơn mình? Thế luôn. Thế luôn. Úi rồi, chết rồi kìa. Đấy, mình như một con bò. Ê chết nhầm, súng như con bò chứ. Đây mới gọi là súng thần anh em ạ. Đấy, bắn kiểu như đam như ba AWM mà xây liên tay như thế này thì bố con thằng nào nó chịu được. Lại đây xem nào. Nhiều quá, thế này thì nhiều kill quá anh em ạ. Thế mèo nào, chơi như này thì ai mà chịu được. Ai mà đua tốt bằng mình. Đấy, súng mạnh quá mà. Lại đây xem nào, rồi có bút rồi. Làm quả multi nào. Multi nào, hay lắm, 10 kill rồi. Ơ, sao lại ngắt thế này? Sao lại ngắt thế này? Tao sợ mày quá. Ôi, mạnh vãi cả nồi. Lại đây, rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tao lại sợ mày quá. Gì cơ? Ơ, cái gì này, hết đạn, trời ơi. Vai nồi tham quá. Cái tội tật thơ tham thì thâm đấy. Đến thế nào rồi? Không sao, mình sẽ làm giống bài cạo xịt long bọn này. Bọn này bao nhiêu long? Bao nhiêu long mình cân tất. Bây giờ mình được bút nhiều lắm. Bây giờ y cầm y tá như con bò rồi mà. Như con bò rồi. Hero nào? Tuyệt vời. Toàn là level 2 với lại level 3. Chạy đâu? Đùa. Mình là con y tá mắc tiến hóa. Mắc tiến hóa rồi. Thì bạn nên nghĩ là bạn nên nằm xuống. Đây rồi. Ơn rồi. Nữ thần bảo thủ đây rồi. Này thì bảo thủ này. Lần sau thì bớt bảo thủ lại. Còn sóng được. Bình tĩnh còn sóng được. Này thì nằm xuống này một bé này. Cổ vũ giữa bài level 3. Hình như là cổ vũ này tăng tốc chạy hay là gì gì đấy. Có phải tăng trâu bò hơn không? Úi rồi không bút nữa rồi. Vai thật. Hết chỗ bút rồi anh em ạ. Hình như là nó giới hạn. Cân 2, cân 3 luôn ấy. Úi dồi, lên top luôn này. Một trận thôi. Top ngay à. Tại vì cái này nó xoáy liên tục mà xoáy hết cái đống đạn này thì anh em hiểu là nó như thế nào rồi. Mình mới, đây bây giờ mình mới biết là tại sao cây đua TMP nó ra đạn nhanh rồi. Trong chế độ siêu zombie thì nó lại ra nhanh hơn nữa. Tại vì nó thêm cái cổ vũ. Nó ra đạn đã nhanh rồi. Và bây giờ nó thêm cái cổ vũ nữa thì bà lắm. Ẩn mình level 1. Đùa. Ẩn minh là sao? Tàng hình à? Này thì thẩm du này. Nguy hiểm với tôi làm cái gì? Đúng rồi, hay lắm. Mới bắn xấy các kiểu. Mình biết là bạn có tốc chạy rồi. Nhưng bạn cũng không cần phải hổ báo đến như thế. Đúng rồi, mới thấy nó bút cái vỏ cứng mà như quần què này. Đâu rồi? Đúng rồi, lách. Ơ, sao cũng... Trời ơi, không ấn cái nút cận chiến được. À, không ấn cái nút chém được. Giờ vãi lìn. Không sao, thằng này đến giờ chết rồi. Nhìn cái tướng đi là biết là hết đường chạy rồi. Này thì chạy này. Chạy với mình lúc này thôi. Vào đây là cứ xác định là chết.
bị mình nắm bắt cái con đường chạy rồi là chết thôi. Tuy mình chơi không hay lắm nhưng đủ cân được bọn này. Hay lắm đêm hồ. Cái nghĩ gì? Đứng đây tôi không cao nữa. Này thì nguy hiểm này. Hay lắm. Đơn giản thôi, chế độ này cứ cầm Y8 và vờn sạch. Từ phi mà nó thẩm du theo tập đoàn thì chịu. Thế còn mà thẩm du ít ít như này thì dễ lắm. Ở trong mình sẽ kết thúc clip đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.